Hôm nay thì theo cái sự phân công của bạn Hạnh Gà, ban tổ chức, thì mình xin phép được đọc trước bài với lại trình bày với các bạn bài hoạt hóa tế bào lympho T. Thực ra là từ lâu lắm rồi mình cũng không 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 động đến những cái kiến thức này, nên là chắc là sẽ có những cái kiến thức nhất định mình bị quên hoặc là những cái từ ngữ nó không phù hợp lắm ấy. Nên là trong quá trình đọc thì có vấn đề gì thì xin mọi người nhờ mọi người sửa giúp ạ. Cái nội dung của bài hôm nay thì sẽ là hoạt hóa tế bào T. Vậy nó sẽ có bao gồm cái phần có thể gọi là định nghĩa hoặc có thể là cái phần kết gọi là cái kết quả của cái quá trình hoạt hóa lympho T. Cái thứ hai là mình sẽ đi sơ lược một cái phần tổng quan, tức là mình sẽ làm hoàn toàn theo cái phần tài liệu tham khảo là cái quyển miễn dịch học tế bào phân tử 2021. Tức đó là mình sẽ nói về một số những cái tín hiệu trong cho cần thiết cho cái hoạt hóa tế bào lympho T và những cái đáp ứng chức năng của tế bào lympho T. Đồng thời là cái phần cuối đó nó sẽ là cái mục là sau khi đáp ứng xong thì sẽ có cái sự giảm đáp ứng. Có một cái số cái chữ viết tắt thì các bạn cũng có thể xem trong cái phần trong trong cuốn sách này, thì hoặc là trên cái hình ảnh ấy thì đều có những chữ viết tắt này, nên mình có tóm lược lại một chút. Đầu tiên thì mình sẽ nói đến cái đây là cái hình ảnh để mà nói về cái tóm tắt cái quá trình gọi là những cái di chuyển cái cuộc sống của lympho T và lympho B, và bài này thì mình sẽ nói về lympho T thôi. Thì các bạn đã biết là khi mà lympho T được tạo ra từ tủy xương sẽ được trưởng thành ở tuyến ức. Tức là gọi là trưởng thành nhưng mà nó vẫn là tế bào T naive, tức là T ngây thơ. Sau đó thì nó mới đi vào trong tuần hoàn và đến những cái cơ quan lympho thứ cấp hoặc là thứ phát. Đấy là hạch lympho, tuyến lách hoặc và những cái mô dưới da. Thì nếu mà ví như là tuyến ức là một cái trường cấp 3 đi, thì tức là các tế bào lympho T sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đã gọi là người trưởng thành, tức là đủ 18 tuổi, nhưng mà vẫn còn ngây thơ, tức là vẫn chưa có nghề ngỗng gì trong tay. Thế thì cái quá trình hoạt hóa nó sẽ diễn ra ở các cái cơ quan lympho thứ cấp, thì theo mình hiểu là sẽ đấy là các cái trường dạy nghề cao đẳng đại học. Để từ đó mà lympho T mới có cái chức năng mà có thể ra đời được, hoàn thành được nhiệm vụ. Ở đây thì người ta không nói đến cái định nghĩa của hoạt hóa tế bào lympho T, nhưng mà cái gọi là cái nhận định về hoạt hóa lympho T hay chính là cái kết quả của quá trình hoạt hóa, có nghĩa là quá trình hoạt hóa tế bào lympho T sẽ tạo ra từ một nhóm nhỏ tế bào ngây thơ đặc hiệu cho một kháng nguyên, trở thành một cái nhóm lớn các tế bào hiệu ứng và có chức năng loại bỏ chính cái kháng nguyên đó, đồng thời là một quần thể các tế bào nhớ có thể sống dai hơn và có khả năng phản ứng nhanh nhạy hơn chống lại cái kháng nguyên đó nếu như chúng lại lọt vào cơ thể lần từ lần thứ hai trở đi. Cái vị trí xảy ra quá trình hoạt hóa này là tại các vùng chuyên biệt của các cơ quan lympho thứ phát, đấy là các hạch lympho lách và các cái mô lympho liên mạc. Cái này được ra là đúng không nhỉ? Mucosa, không nhớ là cái gì. Có vấn đề gì mình sai đâu mọi người nhớ sửa cho mình nhé. Alo. Dạ, không sao đâu ạ, chị cứ nói tiếp đi. Ok. Đợi một chút mình kéo cái này xuống. Cái hình này thì họ mô tả cái quá trình hoạt hóa những cái tế bào lympho T từ ngây thơ trở thành những tế bào hiệu ứng bởi cái kháng nguyên. Thì khi mọi người biết là giai đoạn hoạt hóa đầu tiên là xảy ra ở các cơ quan lympho thứ cấp ngoại vi là các hạch bạch huyết, tức là khi mà có kháng nguyên ngoại lai, ví dụ như là vi khuẩn vào cơ thể. Ở đây thì các tế bào đuôi gai trưởng thành sẽ có cái nhiệm vụ bắt giữ này và trình diện các kháng nguyên này, đồng thời là chúng đi vào tập trung tại cái hạch bạch huyết, các cái hạch lympho. Trong khi đó thì cái tế bào T ngây thơ này, mặc dù trưởng thành rồi nhưng vẫn là ngây thơ và chưa từng tiếp xúc với kháng nguyên, sẽ lưu hành trong cơ thể ở dưới cái trạng thái là trạng thái nghỉ, tức là không có hoạt động. Và khi nó đi vào cái tuyến vào cái vùng bạch huyết này, ở vào cái vùng gọi là vùng tế bào T của cơ quan lympho thứ phát ấy, thì nó sẽ tiếp xúc với các kháng nguyên do tế bào đuôi gai trình diện tới, thì khi đó nó sẽ được hoạt hóa và được biến đổi với hàng loạt các đáp ứng sinh học xảy ra, dẫn đến những cái thay đổi về chất và về lượng. Về lượng tức là số lượng tế bào T đã được nhân lên, thế còn về chất là tế bào T ngây thơ sẽ trở thành các tế bào hiệu ứng. Từ đó sẽ nó chúng nó sẽ di chuyển đến các cái nơi nhiễm trùng cơ quan ngoại vi, và tại đó chúng được
hoạt hóa lại bởi những cái kháng nguyên đã từng tiếp xúc này và tiến hành các hoạt động của mình để loại bỏ kháng nguyên. Còn cái hình này thì họ mô tả một chuỗi các sự kiện xảy ra trong cái đáp ứng tế bào T. Đầu tiên là quá trình nhận diện kháng nguyên xảy ra ở trong các cái hạch lympho, các cái cơ quan lympho thứ phát đó. Khi mà tế bào T nhận diện được kháng nguyên thì sẽ thúc đẩy việc sản xuất các cytokine, đặc biệt ví dụ như là cái interleukin 2 ở đây. Thứ nhất là các cái tế bào TCD4 cộng. Từ đó thì dẫn đến quá trình tăng sinh tế bào và mở rộng cái gọi cái dòng tế bào này, đồng thời là biệt sau đó thì là biệt hóa thành những cái tế bào hiệu ứng hoặc là tế bào trí nhớ. Trong cái pha hiệu ứng này thì các tế bào hiệu ứng CD4 cộng này sẽ đáp ứng với các kháng nguyên bằng cách tạo ra các cái cytokine, và chính các cytokine này sẽ thu hút và hoạt hóa các cái tế bào đại thực bào, bạch cầu như trung tính hoặc ái toan này, và hoạt hóa các tế bào lympho B. Thế còn các cái tế bào hiệu ứng CD8 cộng ấy thì sẽ hành động bằng cách là diệt các tế bào nhiễm bệnh hoặc là ung thư và tiết ra các cytokine viêm. Đặc điểm chung của những cái tế bào lympho T hiệu ứng sau khi được hoạt hóa, cái này thì chúng ta sẽ nhắc tiếp ở cái phần sau, nhưng mà chúng có cái chức năng là loại bỏ những cái vi khuẩn này, những cái mô bị tổn thương này, và có thể đáp ứng với những cái kháng nguyên, đồng thời là loại bỏ cái đồng thời là có thể thực hiện cái chức năng của chúng ở bất kỳ một cái mô nào. Điều này thì khác hoàn toàn với những cái tế bào T ngây thơ chưa được hoạt hóa, và khả năng của chúng là có thể thực hiện những cái chức năng riêng biệt, có thể di chuyển tới bất kỳ một cái điểm, cái vị trí nhiễm trùng nào hoặc là viêm nhiễm nào trong cơ thể. Với cái những cái tế bào CD4 cộng hiệu ứng hoặc gọi là tế bào T trợ giúp ấy, thì có thể nhận diện những cái kháng nguyên, những cái vi khuẩn mà được tiêu thụ, tức là được tiêu hóa, được trình diện bởi đại thực bào hoặc tế bào T, đồng thời là hoạt hóa những cái đại thực bào và tế bào B này, đồng thời là tiết ra những cái cytokine, và chúng có thể nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng tại cái cơ quan lympho thứ phát với những cái cái nhiệm vụ là để giúp những cái tế bào lympho B. Thế còn với tế bào hiệu ứng lympho T CD8 cộng gọi là T diệt tế bào thì có khả năng nhận diện và giết những cái kháng nguyên ở trên những cái tế bào nhiễm khuẩn, nhiễm bệnh hoặc những tế bào ung thư, đồng thời cũng tiết ra những cái cytokine mà có thể tác dụng là hoạt hóa đại thực bào và dẫn đến quá trình viêm. Những cái tế bào T nhớ, gọi là T trí nhớ hoặc là T nhớ ấy, thì nó là những tế bào được tạo ra từ quá trình hoạt hóa và có đặc điểm là có thể sống lâu và có khả năng rất là nổi trội trong cái việc phản ứng lại với kháng nguyên. Và những tế bào này thì có mặt trong nhóm tế bào lympho tái tuần hoàn, tập trung nhiều trong các mô niêm mạc, trong da và các cơ quan bạch huyết, và ngay cả khi phản ứng tế bào T có suy yếu đi thì số lượng tế bào T nhớ của từng dòng này cũng nhiều hơn tế bào T ngây thơ trước khi có đáp ứng. Và tế bào T nhớ này thì có khả năng đáp ứng nhanh chóng với kháng nguyên từ những lần tiếp xúc tiếp theo và tạo ra những tế bào hiệu ứng mới có thể loại bỏ thẳng kháng nguyên này. Đáp ứng tế bào T sẽ giảm đi sau khi kháng nguyên bị loại bỏ. Và điều này thì sẽ rất là cần thiết để tạo ra sự cân bằng về miễn dịch. Và sự giảm sút này thì chủ yếu là do cái việc chết tế bào theo quy trình, và có thể liên quan đến cái giảm các cái kích thích do kháng nguyên, và nó cũng chính là cái và cũng có cái cơ chế ức chế để kiểm soát cường độ và thời gian đáp ứng, bởi vì nếu không giảm cái đáp ứng tế bào thì có thể sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lý. Chúng ta sẽ đi vào cụ thể cái việc hoạt hóa tế bào lympho T này thì cần có các cái tín hiệu. Thứ nhất đấy là cái việc nhận diện kháng nguyên, thứ hai là những cái chất đồng kích thích, và thứ ba là các cytokine. Đầu tiên là cái việc nhận diện kháng nguyên. Thì nhận diện kháng nguyên là tín hiệu cần thiết đầu tiên của quá trình hoạt hóa để đảm bảo rằng là tất cả các đặc ứng miễn dịch tạo ra là đặc hiệu với cái kháng nguyên đó. Do cái việc nhận diện kháng nguyên này thì
chủ yếu là liên quan đến các cái tế bào đuôi gai trưởng thành. Thì các bạn cũng đã chắc là các bạn đã có cái phần nội dung trước đấy rồi, là liên quan đến cái phức hợp MHC đúng không? Thì các tế bào T, CD4 cộng, CD8 cộng thì nhận biết các phức hợp MHC peptide được trình diện bởi các cái tế bào trình diện kháng nguyên. Do vậy là chúng có đáp ứng với các kháng nguyên protein hoặc là có nguồn gốc tự nhiên, tức là protein chính là nguồn gốc tự nhiên của peptide. Do vậy là những cái tế bào này thì nó sẽ có đáp ứng với các kháng nguyên protein hoặc những cái chất hóa học mà gắn kết và làm thay đổi protein, tạo ra các cái peptide mới. Khi mà kháng nguyên vượt qua hàng rào biểu mô, ô bác mọi người có nhìn thấy này không? Trong cái sơ đồ này, khi mà cái kháng nguyên mà có thể vượt qua được cái hàng rào biểu mô hoặc là tạo ra trong mô thì sẽ bị bắt giữ bởi các cái tế bào đuôi gai và được đưa tới các hạch lympho. Thế còn những cái kháng nguyên mà lọt được vào trong vòng tuần hoàn này thì cũng sẽ có thể bị tế bào đuôi gai bắt giữ và đưa tới lách. Thế và khi các cái tế bào đuôi gai tới cái vùng T của cái hạch lympho này thì chúng sẽ biểu lộ các cái peptide kháng nguyên trên các phân tử MHC và cũng sẽ biểu lộ luôn các cái chất đồng kích thích, tức là các cái co-stimulator. Một số cái kháng nguyên mà hòa tan trong các hạch bạch huyết thì cũng có thể được đưa tới hạch lympho độc lập mà không liên quan đến các phức hợp MHC peptide. Và các bạn cũng đã biết là với những cái peptide có nguồn gốc từ các kháng nguyên protein nội bào thì sẽ chủ yếu liên kết với các phân tử MHC lớp 2 của các tế và sẽ có tác dụng đến đến các tế bào T CD4 cộng. Thế còn các peptide có nguồn gốc từ các protein tế bào và protein nhân thì đã được các phân tử MHC lớp 1 trình diện với các tế bào T CD8 cộng. Đây cái bảng này thì có tóm tắt lại cái sự khác biệt giữa cái MHC lớp 1 và là MHC lớp 2. Tiếp theo, khi mà các tế bào T ngây thơ mà di chuyển trong các cơ quan bạch huyết thứ phát ấy, thì nó sẽ tạm thời tương tác với nhiều các tế bào đuôi gai. Ở đây thì trên cái hình đầu tiên bên tay phải này thì là một cái hình vẽ của cái cơ quan hạch bạch huyết thứ phát, và các bạn nhìn thấy có cái vùng họ ghi là cái vùng tế bào T ở đây. Tiếp theo là họ mô tả vẽ rõ ràng hơn một cái quá trình xảy ra ở vùng tế bào T ở đây, tức là các lympho T sẽ chuyển động với một cái tốc độ nó gọi người ta gọi là ổn định và chủ yếu là được dẫn dắt bởi cái mạng lưới nguyên bào sợi. Bạn nhìn thấy hình bên này, nó là một chất nền ma trận được tạo ra bởi các tế bào lưới nguyên bào sợi ở đây. Trong cái vùng tế bào T của cơ quan bạch huyết thứ phát, trong cái vùng tế bào T này thì các cái tế bào đuôi gai thì sẽ bám vào các cái ống dẫn FRC, gọi là tế bào nguyên bào sợi ở đây. Thế còn các tế bào đuôi gai trong khi đó thì chúng nó tương đối rất là bất động và chúng nó sẽ đồng thời là trình diện nhiều loại kháng nguyên khác nhau trên bề mặt của chúng. Thế còn các tế bào T thì chỉ có nhiệm vụ là di chuyển dọc theo các ống dẫn này, các FRC này và tạo ra sẽ rất là nhiều cái tiếp xúc liên kết với các tế bào đuôi gai khác nhau. Và khi nào mà nó tìm được cái kháng nguyên mà thích hợp, tức là nó kháng nguyên nó phù hợp với cái thụ thể trên bề mặt của nó, thì nó sẽ hình thành cái quá trình nhận dạng kháng nguyên. Và từ cái quá trình nhận dạng kháng nguyên này sẽ tạo ra các tín hiệu sinh hóa dẫn tới việc là cố định nhanh chóng cái tế bào T trong cái khu vực này, và từ đó thì làm ổn định cái liên kết tế bào T với cái tế bào trình diện kháng nguyên, tức là tế bào đuôi gai ở đây, và cho phép kích hoạt các hoạt động hoạt hóa. Ở đây thì ta có thể nói thêm một chút là các tế bào T hiệu ứng ở đây, tế bào T ngây thơ thì chỉ tiếp xúc được với các kháng nguyên được trình bày bởi các tế bào đuôi gai. Thế nhưng mà những cái tế bào T hiệu ứng sau này ấy thì nó có thể đáp ứng với các kháng nguyên được trình bày bởi các tế bào khác, không chỉ là tế bào đuôi gai mà thôi. Ví dụ như là trong các phản ứng miễn dịch dịch thể thì các tế bào B trình diện các kháng nguyên cho các tế bào T trợ giúp và là những tế bào bản thân tiếp nhận những cái tín hiệu kích hoạt từ tế bào T trợ giúp này. Thế và trong các cái phản ứng miễn dịch có trung gian tế bào thì các đại thực bào cũng sẽ có nhiệm vụ là trình diện kháng nguyên và đáp ứng với các tế bào T CD4 cộng
Thế và tất cả, hầu như là tất cả tế bào có nhân nào ấy cũng có thể trình diện kháng nguyên và bị tiêu diệt bởi cái tế bào T CD8 cộng. Điều này điều khác biệt giữa tế bào T ngây thơ và T hoạt hóa. Đến đây chắc vẫn ổn rồi đúng không ạ? Cái tín hiệu thứ hai của Này, ơi. không thấy cái chuột của mày đâu cả. Mày chuyển, mày bấm chuột phải, mày chuyển sang cái màu đỏ đỏ đi, tao chả nhìn thấy chuột của mày đâu. Chuyển cho quay trò rồi quay trò option lên. Đây hả? Đấy, Chuyển mày chuyển chuyển sang pen cái laser đấy hả? đi. Ừ, laser quay trò cho nó đỏ. À, Đấy, đấy, rồi, ok. biết rồi. Ok, sau đó phần cái tín hiệu thứ hai của quá trình hoạt hóa tế bào T là cái những cái quá trình gọi là đồng kích thích, và cái quá trình này thì liên quan đến cái các cái phân tử đồng kích thích gọi là co-stimulator. Thì mình cũng không biết là dịch là gì, nhưng mà thôi chắc là dịch là đồng kích thích thì cho xong. Các cái phân tử co-stimulator này chính là các cái phân tử trên bề mặt của các tế bào trình diện kháng nguyên. Người ta nói đến cái nhắc đến cái việc đồng kích thích đấy, bởi vì là người ta thấy xuất phát từ các cái thử nghiệm, người ta thấy rằng nếu mà chỉ có cái tín hiệu kháng nguyên đơn thuần từ vi khuẩn hoặc là gọi là các tế bào bệnh ấy, thì không kích thích được, tức là vẫn có kích thích được cái quá trình hoạt hóa, nhưng mà cái đáp ứng nó sẽ xảy ra yếu hơn nếu hơn với việc là nếu mà có cả kháng nguyên lẫn cái các cái chất đồng hoạt hóa kia. Người ta làm do vậy, người ta đang nghĩ rằng có thể có những cái phân tử biểu lộ trên trên cái tế bào trình diện kháng nguyên có thể phối hợp với kháng nguyên để dẫn tới phản ứng hoạt hóa. Thế và nếu mà không có các phản ứng phân tử đồng kích hoạt này ấy, thì khi tế bào T gặp kháng nguyên nó sẽ không tạo ra được đáp ứng, từ đó dẫn tới tình trạng là không đáp ứng kéo dài hoặc là thậm chí là chết tế bào. Có rất là nhiều cái phân tử đồng kích thích này, nhưng mà người ta cái con đường đồng kích thích đặc trưng nhất mà được xác định rõ ràng nhất ấy, trong hoạt hóa tế bào T thì nó liên quan đến thụ thể CD28 cộng ở trên bề mặt tế bào T. Thế và liên quan và nó phù hợp với cái phân tử đồng kích thích là B7 này ở trên mặt tế bào trình diện kháng nguyên, tế bào đuôi gai. Người ta thấy rằng là khi mà những cái vi khuẩn và các cytokine được tạo ra trong các phản ứng miễn dịch bẩm sinh thì sẽ kích hoạt các cái tế bào trình diện kháng nguyên để biểu lộ các chất kích thích này, các phân tử B7 này, và các cái tế bào trình diện kháng nguyên khi được kích hoạt đấy cũng sẽ tạo ra các cái cytokine như là interleukin 12 kích thích sự biệt lập của các tế bào T ngây thơ, là các tế bào hiệu ứng. Về mặt bản chất, ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái hình ảnh người ta gọi là mô phỏng, người ta vẽ những cái thụ thể trên bề mặt tế bào CD4 cộng và những cái phối tử, gọi là phối tử của cái nhóm MHC2 biểu lộ trên trên mặt tế bào trình diện kháng nguyên. Thì CD28 thì nó ở đây, nó hình dạng như thế này. Thế còn cái phối tử B7 thì có B71 và B72 thì có hình dạng như thế này. Về mặt bản chất thì cái B71 và B72 ấy, nó là những cái glycoprotein chuỗi đơn tích hợp màng tương tự nhau về mặt cấu trúc, và mỗi phân tử thì nó có hai cái domain giống như là cái globulin miễn dịch ngoại bào, và B7 thì có mặt trên các tế bào trình diện kháng nguyên, chủ yếu là tế bào đuôi gai, đúng, nhưng mà nó cũng có thể có ở trên đại thực bào, trên lympho B. Và khi các tế bào trình diện kháng nguyên ở trạng thái nghỉ thì cái biểu hiện của B7 nó chỉ ở mức thấp, nó sẽ được kích thích tăng lên bởi các sản phẩm của vi khuẩn, tức là các kháng nguyên. Và điều này cũng sẽ đảm bảo rằng là tế bào T nó sẽ chỉ được hoạt hóa khi mà cần thiết mà thôi. Thế còn những cái tế bào T CD4 hoạt hóa cũng có khả năng tự làm tăng của biểu hiện của B7 trên tế bào trình diện kháng nguyên bằng một cái con đường độc lập mà không liên quan đến CD28 mà thông qua cái CD40, từ đó nó tạo thành một cái feedback dương tính và làm khuếch đại cái đáp ứng tế bào T. Và cái điều này người ta đã được ứng dụng trong cái việc là sản xuất những cái tá dược trong vaccine, bởi vì là hầu hết những cái tá dược thì đều là các sản phẩm của vi khuẩn hoặc là mô phỏng các cái sản phẩm của vi khuẩn và các tế bào hoại tử, từ đó nó kích thích cái biểu hiện của B7 trên các tế bào trình diện kháng nguyên. Còn CD28 cộng là một cái thụ thể trên bề mặt tế bào T,
Nó là một cái homodimer được liên kết với disulfide và mỗi tiểu đơn vị của nó thì sẽ có một miền IG ngoại bào duy nhất. Thế còn phần tế bào chất của nó thì nó chứa một số lượng tyrosine và purine có liên quan đến việc liên kết các protein tiếp hợp và truyền tín hiệu, cũng như trong việc dẫn truyền các tín hiệu kích hoạt. CD28 thì nó được biểu hiện trên phần lớn các tế bào CD4 cộng. CD4 cộng người ta nói. Người ta nói rằng tuy nhiên ở người trưởng thành ấy thì có khoảng gần 50% tế bào T CD8 cộng trong máu biểu hiện ít hoặc là không có CD28. Và người ta giải thích rằng là cái việc mất CD28 này được cho là kết quả của sự kích thích kháng nguyên mãn tính, ví dụ trong cái nhiễm virus mãn tính, và cũng có thể là một cách mà các cái tế bào T tự hạn chế sự kích hoạt của chính bản thân mình với các cái kháng nguyên kích thích dai dẳng. Vai trò của cái CD28 và B7 này người ta được chứng minh trong các thử nghiệm ở người và của chuột. Người ta loại bỏ các gen mã hóa các protein này ở chuột, và khi đưa một cái tác nhân có khả năng gắn và chặn phân tử B7 vào thì người ta quan sát thấy cái sự thiếu hụt miễn dịch tế bào T và đáp ứng tế bào T. Ở đây thì các bạn cũng sẽ để ý thấy là có trên bề mặt tế bào T này sẽ có cái CTLA4 này và cái PD1 này, nó cũng có thể liên kết, cái CTLA4 nó cũng có thể liên kết với cái B7 này, thì cái này thì mình sẽ nói ở cái phần chúng ta sẽ nói đến ở cái phần sau. Cái cơ chế đồng kích thích nó xảy ra như thế này, tức là có hai cái xin lỗi. Tức là khi mà kết hợp CD28 này với lại cái B7 này, nó sẽ tạo ra một số số tín hiệu, và một trong số cái tín hiệu đó thì có thể tăng cường cái tín hiệu của thụ thể tế bào T và những cái tín hiệu khác hoạt động cùng với cái tín hiệu của thụ thể tế bào T này để kích thích sự biểu hiện của các protein sinh tồn ở đây. Ví dụ như là các protein BCL2, BCLXL, và các nó cũng thể sinh nó cũng sản xuất ra các cái interleukin như là IL2, các và cái thụ cả kể cả thụ thể của IL2 nữa. Đồng thời là nó cũng từ đó nó giúp cho cái việc mà gọi là duy trì cái sự sinh tồn của tế bào, tự tăng sinh và biệt hóa tế bào thành các tế bào T hiệu ứng và tế bào T trí nhớ. Ngoài CD28 và B7 ấy, thì người ta thấy cũng còn nhiều phân tử bề mặt cũng được chứng minh trong thực nghiệm là có liên quan đến các tín hiệu đồng kích thích. Nhưng mà cái vai trò sinh lý trong việc thúc đẩy hoạt hóa tế bào T nó không rõ ràng so với CD28. Ví dụ như người ta thấy có cái OX40. Cái này phần này thì nó cũng tương đối là gọi là cụ tỷ tỉ mỉ, nên là mình cũng sẽ không nói đến, mà chủ yếu người ta biết nhất đến là cái vai trò quan trọng của cái B7 và CD28. Thật ra B7 và C8 thì nó sẽ là một họ các cái thụ thể chứ không phải gì chỉ là một cái thụ thể đơn lẻ. Thì bạn có thể tìm hiểu thêm ở cái hình vẽ này. Từ đó thì ở đây chúng ta thấy là cái phần ở đây người ta nhìn thấy có cái việc là ức chế tế bào T, ức chế hoạt hóa tế bào T, thì người ta cũng xác định là có những thụ thể tương đồng khác với CD28 và cũng có những cái phối tử tương đồng khác với cái B7. Đấy, nó sẽ tham gia điều hòa cái đáp ứng của tế bào T theo cái hướng là ức chế. Và cái mình nghĩ là cái câu chuyện gia đình B7 CD28 này nó cũng tương đối là dài, và có thể là biết đâu là các bạn lại có thể có thêm một bạn để trình bày kỹ hơn về những phần sau chẳng hạn. Bởi vì là nó cũng có những cái tác dụng nhất định, có ứng dụng nhất định trong cái điều trị bằng các cái phân tử đồng kích thích. Sau khi mà hoạt hóa bởi kháng nguyên và các cái chất đồng kích thích thì các tế bào T sẽ có sự thay đổi về các phân tử biểu hiện trên bề mặt của chúng, và những chính cái phân tử nhiều phân tử này lại nó lại cũng tham gia vào các cái đáp ứng chức năng của tế bào. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy một cái sơ đồ thể hiện là cái thời gian và cái sự biểu hiện của các cái phân tử bề mặt trên tế bào T. Chắc là sớm nhất nó là sẽ là cái CFOS này, nó là một cái factor, một cái yếu tố dịch mã, transcription,
thì mình cũng không thấy nói đến trong cái hoạt hóa tế bào T, nhưng mà người ta thấy rằng là cái yếu tố phiên mã dịch mã này nó xuất hiện sớm nhất. Sau đó là đến cái CD69. CD69 thì nó là một cái protein bề mặt, nó sẽ tăng lên trong vòng vài giờ sau khi hoạt hóa tế bào T. Nó sẽ gắn và nó sẽ làm giảm biểu hiện cái bề mặt của cái thụ thể một sphingosine 1 này, phosphate này, và cái thụ thể này ấy, nó liên quan đến cái việc là điều hòa quá trình tế bào T thoát ra khỏi cơ quan bạch huyết thứ phát. Do vậy khi mà cái thụ thể này bị giảm biểu hiện đi thì tế bào T sẽ bị giữ lại trong cái cơ quan lympho này đủ lâu để có thể tạo ra, để có thể nhận được các tín hiệu khởi động cho quá trình hoạt hóa, để có thể tạo ra quá trình tăng sinh và biệt hóa. Sau đó cùng với thời gian thì cái CD69 này cũng sẽ bị giảm biểu hiện, và khi đó thì cái thụ thể sphingosine 1 phosphate này nó lại tăng lên, và từ đó nó khởi động cái quá trình mà kéo tế bào T ra khỏi cơ quan lympho thứ phát. Tiếp theo là cái biểu hiện của cái CD25, tức là cái thụ thể alpha của interleukin 2. Nó cái interleukin 2 người ta còn gọi là yếu tố tăng trưởng á, có liên quan đến cái việc mà tăng sinh và biệt hóa tế bào T. Thì khi mà cái CD25 này tăng lên thì nó sẽ làm cho các tế bào T hoạt hóa, có thể đáp ứng được với cái cytokine interleukin 2. Tiếp theo là đến cái CD4, cái phối tử CD40. Cái phối tử này nó sẽ tăng lên trong vòng 24 đến 48 giờ này, và nó có tác dụng làm cho các cái tế bào T đã hoạt hóa thực hiện được các cái chức năng hiệu ứng chủ chốt để nhằm có thể hỗ trợ đại thực bào và tế bào B. Thế còn cái CD40, cái phối tử CD40 này nó còn hoạt hóa các tế bào đuôi gai nối với cái CD40 và trở thành các cái tế bào trình diện kháng nguyên tốt hơn, biểu hiện nhiều cái B7 hơn, nhiều cái cytokine hơn, và từ đó gây nên một cái feedback dương tính khuếch đại đáp ứng tế bào T. Cái B7 chúng ta vừa nói vừa nãy. Tiếp theo nữa là chúng ta có cái CTLA4 và PD1, thì cái này chúng ta cũng nói cái đoạn đầu lúc mà khi chúng ta nói trong cái đồng kích thích á. Thì cái CTLA4 này thì nó xuất hiện trong vòng khoảng từ 24 đến 48 giờ, thế còn PD1 ấy thì nó còn xuất hiện có thể còn sớm hơn. Nó là những chất ức chế và làm hạn chế cái đáp ứng miễn dịch. Tại sao nó lại là chất ức chế? Bởi vì khi mà nó xuất hiện những cái CTLA4 này thì chúng ta xem cái hình cũ vừa nãy ấy, thì CTLA4 này nó cũng có thể cạnh tranh với cái CD28, nó tức là nó có thể nối với cái B7. Nó làm giảm cái liên kết CD28 với lại B7 đi. Thế còn cái PD1 này thì nó lại liên kết với cái phần là PDL12 trong cái slide vừa nãy. Và như vậy là trong cái giai đoạn sau, tức là từ khi khoảng tầm ngày thứ thứ ba của cái sau cái quá trình nhận được kháng nguyên này đi trở đi, thì là cái đáp ứng miễn dịch tế bào à, cách nhầm cả, cả xin lỗi cái hoạt hóa tế bào T nó sẽ giảm dần nhờ do cái vai trò của cái các chất ức chế là CTLA4 và PD1. Ngoài ra thì còn có các cái phân tử bám dính và những cái thụ thể chemokine khác, ví dụ như là những cái CD62L này, nó có cái giảm biểu hiện trên mặt tế bào T đi. Những cái thụ thể chemokine CCR7 này cũng sẽ giảm đi. Cái CCR7 này thì chính là cái thụ thể mà hướng tế bào T vào trong cái vùng T của hạch lympho thứ phát. Do vậy mà khi mà cái biểu hiện của CCR7 này giảm đi thì có nghĩa là đến cái giai đoạn là tế bào T được kích hoạt để đi ra cái cơ quan lympho thứ cấp. Ngoài ra thì có cái tăng biểu hiện của các phân tử như là LFA1 này hoặc là VLA4 này. Nó là những cái phân tử nó có vai trò di chuyển tế bào T ra ngoại vi tới vị trí nhiễm trùng hoặc là cái mô chấn thương. Như vậy là ở cuối cái giai đoạn hoạt hóa tế bào T này thì các tế bào T sẽ được huy động để đi ra chiến trường.
hình như là mình bị nhầm đúng không? Ok, xin lỗi. Cái phần thứ ba, cái tín hiệu thứ ba là những cái các vai trò của các cytokine trong cái việc hoạt hóa tế bào T. Có rất nhiều cái cytokine đóng vai trò quan trọng trong đáp ứng miễn dịch, gọi là adaptive, đáp ứng miễn dịch thích ứng chứ không phải miễn dịch bẩm sinh. Các cytokine thì chủ yếu được tiết ra bởi các cái tế bào CD4 cộng, nhưng mà cũng có một số cytokine được tiết ra từ CD8 cộng và các tế bào trình diện kháng nguyên. Cơ chế hoạt động của hầu hết các cytokine là tác dụng lên chính tế bào sản xuất ra chúng, tức là tác động autocrine này, hoặc là các cái tế bào lân cận gọi là paracrine. Và từ đây chúng ta thấy rằng chúng ta đã nhắc đến rất là nhiều cái interleukin 2. Nó là một cái yếu tố tăng trưởng, sinh tồn và biệt hóa cho các tế bào T, và nó có vai trò quan trọng trong tăng sinh các tế bào T được hoạt hóa bởi kháng nguyên, và cũng có tác dụng trong việc duy trì chức năng điều hòa tế bào T. Ở đây cái hình này các bạn có thể nhìn thấy cái hình người ta vẽ cái gọi là mô phỏng cái các cái interleukin 2 với lại các cái phụ thể của nó. Có ba phụ thể chính, đấy là interleukin alpha, R alpha, beta và cái gamma C này. Thì chủ yếu là cái alpha mới là cái thụ thể đặc hiệu cho interleukin 2. Interleukin 2 đó là một cái glycoprotein hình cầu nặng từ 14 đến 17 kilodalton, gồm 4 chuỗi xoắn alpha và được tiết ra chủ yếu tế bào TCD4 cộng này. Rất là nhanh, rất là tức thời sau khi nhận diện kháng nguyên, sau quá trình nhận diện kháng nguyên trong vòng khoảng 1 đến 2 giờ. Nó đạt đỉnh trong vòng khoảng 8 đến 12 giờ và sau đó sẽ giảm đi sau 24 giờ. Cơ chế có tác dụng của nó đấy là autocrine và paracrine, tức là nó tác động trực tiếp lên chính CD4 cộng tiết ra nó và những cái tế bào xung quanh. Thụ thể có ái lực cao thì đấy là ba cái protein kết hợp không cộng hóa trị alpha, beta, gamma chúng ta đã nói. Trong đó là chỉ có cái interleukin 2 R alpha thì là đặc hiệu cho thụ thể interleukin 2. Với những cái tế bào T ngây thơ ở trạng thái nghỉ ấy, thì nó chỉ biểu hiện cái phức hợp mà interleukin 2 thụ thể beta với gamma thôi, và nó có ái lực vừa phải với interleukin 2. Bởi vì là cái ái lực cao nhất thì nó đang là ái lực với thụ thể alpha. Khi nó được kích hoạt bằng cái kháng nguyên thì nó đồng cùng với các chất đồng kích thích mà chúng ta đã nói là B7, CD28 ấy, thì và cũng chính nó được kích hoạt bởi chính cái interleukin 2 tiết ra nữa, thì nó sẽ biểu hiện cái chuỗi interleukin 2 R alpha beta gamma. Cái chỗ này người ta còn gọi là cái CD25. Và nó tăng nồng độ của phức hợp interleukin 2 R alpha beta gamma có ái lực cao. Từ đó là có thể nó tiếp xúc được nhiều hơn, nó gắn kết được nhiều hơn với cái interleukin 2 và phát huy cái tác dụng của interleukin 2 trên tế bào T. Cái việc tiết interleukin 2 cũng như là việc sản xuất thụ thể cái interleukin 2 R alpha ấy, nó chỉ xảy ra khi có đáp ứng với kháng nguyên. Và bản thân interleukin 2 nó cũng là một cái tác nhân kích thích để tạo ra interleukin 2 R alpha, tạo ra một cái cơ chế phản hồi mà nhờ đó các đáp ứng của tế bào T nó được tự khuếch đại lên. Các cái tế bào T được kích hoạt thì nó biểu hiện interleukin 2 alpha thoáng qua thôi, nhưng mà nó đủ lâu để có thể đáp ứng với cái interleukin 2 này. Thế còn các cái tế bào T điều hòa CD4 cộng thì thể hiện phức hợp mà interleukin 2 receptor hoàn chỉnh, và nó sẽ cần cho cái interleukin 2 cho sự hoạt động, duy trì hoạt động của nó, bởi vì nó không thể tiết được cái interleukin 2 nữa. Do đó khi mà ta thấy rằng kích thích tế bào T mạn tính sẽ dẫn đến việc là bài tiết interleukin 2 R alpha, và cái mức độ bài tiết interleukin 2 R alpha này nó tăng lên trong huyết thanh là dấu hiệu của một cái sự kích thích kháng nguyên mạnh, ví dụ như là đào thải cấp tính các cơ quan được cấy ghép. Cái interleukin 2 này được tạo ra có những chức năng nào? Tức là nó vừa có tác dụng
thúc đẩy này, vừa có tác dụng kiểm soát các cái đáp ứng và chức năng của tế bào T. Thứ nhất là interleukin 2 nó sẽ kích thích khả năng sống sót này, tăng sinh này và biệt hóa của các tế bào T đã được kích hoạt bởi kháng nguyên, và bởi bằng cách là chúng nó sẽ thúc đẩy tạo ra các cái protein chống quy trình tiết tế bào, đấy là cái BCL2 và BCLXL chúng ta nhìn thấy ở cái slide trước. Interleukin 2 này cũng cần thiết cho sự tồn tại và chức năng của các cái tế bào T điều hòa, từ đó thì ngăn chặn các cái phản ứng miễn dịch chống lại bản thân và các cái kháng nguyên khác. Các tế bào T điều hòa này cái biểu hiện cái thụ thể interleukin 2 hoàn chỉnh và nhạy cảm với interleukin 2 hơn rất là nhiều so với các tế bào T kích hoạt và T hiệu ứng. Và chúng ta đã nói rằng các tế bào T điều hòa thì không thể tiết được ra cái cytokine interleukin 2, do vậy nó sẽ phụ thuộc vào interleukin 2 do các cái tế bào T khác tiết ra khi đáp ứng với kháng nguyên. Thì đấy là ba cái tín hiệu cần thiết cho cái quá trình hoạt hóa tế bào T. Và cái kết cục của cái hoạt hóa tế bào T nó sẽ dẫn đến là thứ nhất là mở rộng dòng tế bào T. Nó một với có thể dịch là mở rộng dòng vô tính được, đúng không? Khi với sự kết hợp của tín hiệu kháng nguyên này, cho các chất đồng kích thích này, các cái cytokine mà chủ yếu là interleukin 2, thì các tế bào T sẽ tăng sinh và mở rộng dòng vô tính, nhưng mà chỉ đặc hiệu với cái kháng nguyên mà chúng nó được tiếp xúc thôi. Và từ kết quả là từ một nhóm nhỏ các tế bào lympho T đặc hiệu với kháng nguyên trở thành một số lượng lớn các cái tế bào cần thiết có tác dụng là loại bỏ kháng nguyên. Và trên cái hình này thì ta thể hiện cái ước tính trên nghiên cứu ở chuột lai về gọi là số lượng và cái số lượng của các tế bào T CD4 cộng CD8 cộng trước khi mà tiếp xúc với kháng nguyên, tức là cái số lượng tế bào T ngây thơ của người ta ước tính là nó chỉ có khoảng 1 trên 10 mũ 5 hoặc là 10 mũ 6 lymphocyte thôi. Nhưng mà khi sau khi tiếp xúc kháng nguyên thì cái CD8 cộng nó sẽ tăng lên khoảng 1/3, đã tạo ra 1 trên 3 CD8 cộng, tức là cái nó sẽ tăng lên khoảng 50.000 lần. Thế còn với CD4 cộng thì con số này là 1 trên 100, dù sao nào thì nó cũng đã tăng lên khoảng 1.000 lần. Người ta nghiên cứu trên chuột và người ta thấy rằng là sự gia tăng này xảy ra trong vòng 1 tuần sau khi nhiễm một số cái virus cấp tính. Ví dụ ở người cũng như vậy, ở người thì khi nhiễm các virus như Epstein-Barr hoặc là những cái virus làm suy giảm miễn dịch ở người, tức là HIV ấy, thì sự tăng sinh dòng vô tính tế bào T cũng ở cái con số tầm tương tự, và nó chỉ nhắc lại là nó chỉ xảy ra đặc hiệu với kháng nguyên trên các tế bào T đặc hiệu với kháng nguyên đó. Và còn các tế bào mà T nhưng mà lưu hành ở trạng thái nghỉ bystander thì nó không có liên quan và không tăng sinh. Cái kết quả thứ hai nữa đấy là từ cái hoạt hóa tế bào T này thì nó sẽ dẫn đến biệt hóa các tế bào T đã được hoạt hóa thành các tế bào hiệu ứng. Ở đây là các hình vẽ biểu hiện cho cái việc quá trình biệt hóa tế bào T CD4 cộng. Như nghĩa là cái phần này mình cũng đã nhìn từ hồi đầu rồi, đó là CD4 cộng sau khi mà được hoạt hóa thì sẽ có thể ở lại trong hạch bạch huyết này, cũng có thể là đi ra những cái mô ngoại vi để thực hiện chức năng của nó. Nó có CD4 cộng thì nó có rất là nhiều cái dưới nhóm, đấy là TH1, TH2, TH17 hoặc là TFH. CD4 cộng hoạt hóa nó cũng lại tiết ra rất là nhiều những cái interleukin khác, cytokine khác nhau với các tác dụng sinh học khác nhau. Điều này thì chúng ta nhắc lại là hoàn toàn khác với cái tế bào T ngây thơ, bởi vì T ngây thơ nó chỉ tiết ra được cái cytokine quan trọng nhất, đấy là cái interleukin 2. Bởi vì là cái biệt hóa quá trình tế bào T này nó cũng tương đối phức tạp, và như vậy là chắc chắn là chúng ta sẽ phải có một cái bài để trình bày rõ hơn về cái quá trình biệt hóa tế bào T CD4 này. Và tương tự thì TCD8 cộng thì cũng có một cái quá trình biệt hóa khác nhau, khác với CD4 cộng, và cũng là một cái bài nội dung riêng. Um,
người ta tức là cái quá trình hoạt hóa tế bào T ấy, nó còn để lại một cái kết cục nữa, đấy là nó từ đó nó có thể phát triển những cái tế bào T nhớ, tế bào T trí nhớ. Cái việc hình thành tế bào T nhớ ấy, thì người ta nói là có thể theo hai mô hình. Một mô hình thứ nhất là mô hình tuyến tính của sự biệt hóa tế bào T nhớ, thì ở đây thì hầu hết các tế bào hiệu ứng đều chết này, và một số sống sót thì sẽ phát triển thành quần thể các tế bào T nhớ này. Thế còn cái mô hình thứ hai là cái mô hình biệt hóa phân nhánh á, thì các tế bào T khi được kích hoạt lên ấy, hoặc nó có thể trở thành các tế bào hiệu ứng, nhưng mà hoặc cũng có thể trở thành tế bào trí nhớ. Cái cơ chế mà xác định là liệu một tế bào T một khi đã được kích thích bằng kháng nguyên riêng lẻ sẽ trở thành tế bào hiệu ứng hay tồn tại trong thời gian ngắn, hay là đi hay hay trở thành tế bào T trí nhớ tồn tại lâu dài thì người ta chưa được nghiên cứu đầy đủ. Đồng thời là những cái tín hiệu thúc đẩy sự phát triển của các tế bào T trí nhớ cũng chưa được nghiên cứu đầy đủ. Người ta cho rằng có thể là do cái cường độ kích thích những cái thụ thể TCR trên tế bào T á, các cái mức độ của các chất tiết đồng kích thích này, môi trường cytokine và những yếu tố khác thì có thể có liên quan đến cái quá trình biệt hóa này. Nhưng mà người ta có thể chắc chắn là không có một cái yếu tố phiên mã đơn lẻ nào có thể xác định được liệu tế bào T đã được kích thích bằng kháng nguyên sẽ trở thành tế bào hiệu ứng hay là tế bào trí nhớ. Vậy thì tế bào T trí nhớ này nó sẽ có những đặc điểm nào? Thứ nhất là tế bào T trí nhớ này nó sẽ sống lâu hơn sau khi kháng nguyên bị loại bỏ, bởi vì là nó có thể biểu hiện mức độ cao những cái protein chống lại sự chết tế bào như chúng ta đã nói ở phần trước, đấy là cái BCL2 và BCLXL. Và từ đó nó có thể giúp cho tế bào có thể sống sót được lâu dài. Người ta thấy rằng ở người trên 50 tuổi ấy, thì chủ yếu là tế bào trí nhớ nó sẽ có số lượng nhiều hơn so với cái tế bào T ngây thơ. Và khoảng một nửa trên một nửa số bào T lưu hành thì có thể là tế bào trí nhớ. Cái đặc trưng thứ hai của các tế bào lipo T nhớ đấy là nó có thể đáp ứng nhanh hơn với các kích thích kháng nguyên so với các tế bào T ngây thơ đặc hiệu với cùng một kháng nguyên. Ví dụ như là ở trên thí nghiệm một chuột, người ta thấy rằng cái tế bào T ngây thơ biệt hóa thành T hiệu ứng trong vòng 5 đến 7 ngày. Thế còn cái tế bào T nhớ mà khi gặp lại kháng nguyên đấy thì nó biệt hóa trong vòng 1 đến 3 ngày thôi. Cái điều này người ta dự giải thích bằng cái vị trí gen cho các cái cytokine và các phân tử hiệu ứng khác được cố định ở trạng thái chất nhiễm sắc có thể tiếp cận được trong các cái tế bào bộ nhớ. Thế người ta đi cơ chế thứ hai đấy là có thể những cái thay đổi trong quá trình metin hóa và acetin hóa cái histone, mà cái này thì ta là với mình nó cũng hơi phức tạp, cho nên là mình cũng không dám đi sâu tiết. Cái thứ ba nữa là về mặt số lượng, số lượng của tế bào T nhớ thì sẽ nhiều, luôn luôn là nhiều hơn số lượng tế bào T ngây thơ thì chúng ta vừa nói phần trước rồi. Cùng với đối với cùng một kháng nguyên. Cái đặc điểm thứ tư là những cái tế bào T nhớ này nó có thể di chuyển đến các mô ngoại vi và có thể đáp ứng với kháng nguyên, tức là nó có thể di chuyển đến bất kỳ một cái mô nào, và nó đồng thời nó cũng biểu hiện những cái phân tử kết dính và những cái thụ thể chemokine, và nó ít phụ thuộc vào những cái chất đồng kích thích hơn, ít phụ thuộc vào cái việc biểu hiện của B7 chẳng hạn. Từ đó thì nó có thể đáp ứng được với kháng nguyên trình diện bởi tất cả các cái tế bào chỉnh diện kháng nguyên, và nó hoàn toàn khác so với T ngây thơ là chỉ có thể đáp ứng được với những kháng nguyên mà được trình diện bởi tế bào đuôi gai trưởng thành thôi. Đặc điểm tiếp theo nữa của nó đấy là nó cái quá trình gọi là tăng sinh ấy, thì nó sẽ diễn ra một cách chậm chạp, được điều hòa bởi các cái cytokine, bởi vì cái quá trình tăng sinh nó diễn ra chậm chạp cho nên là nó sẽ sống được lâu hơn, nó không bị chết nhanh theo quy trình chết tế bào, và điều này nó làm cho nó trở nên giống với những gọi là cái tế bào nguồn. Nhưng mà đa phần thì chủ yếu là
những bào tê trí nhớ này nó sẽ lưu hành ở trong cái trạng thái là không hoạt động về mặt chức năng, và nó sẽ được tái kích hoạt lại bởi những cái khác cái kháng nguyên đặc hiệu đó, và nó trở thành những cái tế bào T hiệu ứng chức năng. Cái việc duy trì tế bào trí nhớ này thì phụ thuộc vào các cái cytokine chứ không phải phụ thuộc vào việc nhận diện kháng nguyên như là cái tế bào T hiệu ứng nữa. Và chủ yếu là cái cytokine chủ yếu đây là cái interleukin 7. Và nó có cái nhờ việc là nó biểu hiện rất là cao những cái thụ thể đối với interleukin 7 trên bề mặt. Với cái CD8 cộng thì nó còn có thể phụ thuộc vào cái interleukin 15 nữa. Interleukin 7 và interleukin 15 này thì tạo ra sự biểu hiện của cái protein chống quy trình chết, chống cái quá trình chết của tế bào này, và kích thích tăng sinh ở mức độ thấp. Và cả hai cái cơ chế này thì đều nhằm là duy trì quần thể tế bào T bộ nhớ trong thời gian dài. Vậy làm thế nào để phân biệt là tế bào T trí nhớ, các tế bào T trí nhớ? Người ta thấy là các tế bào T trí nhớ thì cũng biểu hiện các phân tử điều chỉnh sự di chuyển của chúng vào và ra khỏi các cơ quan bạch huyết hoặc các vị trí mô bị nhiễm trùng. Và những cái phân tử này thì khác nhau tùy thuộc vào giới nhóm. Những cái dấu hiệu dễ nhận biết nhất, gọi là đáng tin cậy nhất ấy, cho các tế bào T trí nhớ thì có thể là biểu hiện bề mặt của thụ thể interleukin 7 với một cái protein chức năng chưa rõ được gọi là CD27, và nó không có các cái marker của các tế bào T ngây thơ và tế bào T mới được kích hoạt. Ví dụ như là ở người thì người ta thấy rằng hầu hết các tế bào T ngây thơ thì đều có biểu hiện cái isoform 200 kilo Dalton của phân tử bề mặt là CD45. Thế còn hầu hết các tế bào T trí nhớ thì biểu hiện cái isoform 180 kilo Dalton của CD45. Nhưng mà tất nhiên là cái cách phân biệt này thì nó cũng không đúng hoàn toàn. Và có cái cách phân biệt nào chính xác hơn thì cái này thì xin phép là mình cũng không biết. Với cái tế bào T trí nhớ ấy thì người ta bởi vì là nó có những cái phân tử bề mặt khác nhau, do vậy là nó được chia thành những cái tập hợp con khác nhau dựa trên các thuộc tính và cái chức năng gọi là homing của nó, tức là theo mình hiểu là homing ở đây có nghĩa là cái khả năng cư trú hay là cái khả năng tìm đường đến cái đích đến của nó. Ở đây ta có là cái tế bào T nhớ trung tâm này và tế bào T nhớ hiệu ứng, tế bào T nhớ mà định cư tại các mô, hay là những cái tế bào T nhớ ngoại vi. Sự khác biệt thì nó khác nhau như là cái tế bào T nhớ trung tâm này thì nó có biểu hiện những cái thụ thể với cytokine CCR7. Cái CCR7 này chúng ta cũng đã nói rồi, đấy là nó có tác dụng là đẩy tế bào T này ra cái à xin lỗi, CCR7 này là hướng các tế bào T vào với vào cái vùng 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 T của hạch bạch huyết. Nó cũng có biểu hiện cái phân tử kết dính L-selectin này, và cái vị trí của nó là chủ yếu là tại các cái hạch bạch huyết. Và cái chức năng hiệu ứng ấy thì nó rất là hạn chế, nó không được như những cái tế bào T khác, nhưng mà nó có thể có khả năng là sinh sản tăng sinh rất là nhanh chóng, đáp ứng với tăng sinh rất là nhanh chóng, và nó tạo ra những cái tế bào T hiệu ứng. Cái T thứ hai là T nhớ hiệu ứng thì nó không biểu hiện cái bề mặt cái phân tử bề mặt, cái thụ thể bề mặt CCR7, do vậy mà nó không bị cố định tại các hạch bạch huyết, do vậy nó sẽ di chuyển vào nhà của nó là các cái vị trí bạch huyết ngoại vi ở các mô niêm mạc. Nó có thể tạo ra những cái cytokine hiệu ứng như là cái IFN gamma hoặc là những cái chất cái độc tế bào, và nó cũng không có tăng sinh quá nhiều bởi nó đã rất là nó được tăng sinh từ cái phần T trung tâm này. Những tế bào T nhớ thứ ba là tế bào T nhớ mà định cư tại các mô ngoại biên, những cái mô không phải mô lympho, và nó cũng không tuần hoàn ở trong máu. Nó có thể có cái chức năng đề kháng đánh lại vi khuẩn rất là nhanh chóng, và thông thường nó sẽ biểu hiện cái nồng độ rất là cao cái CD69. Và cái chỗ CD69 này, nhưng nếu như các bạn
ở phần đầu chúng ta nói là cái CD69 này nó là một trong những cái cytokine mà được tiết ra từ tế bào T hoạt hóa, nó làm giảm cái biểu hiện của cái thụ thể sphingosine á, và từ đó thì nó làm cho tế bào T được giữ lại ở các cái mô, cái hạch bạch huyết thứ phát, giữ lại tại mô. Và cái cuối cùng là những cái T nhớ ngoại biên, nó di chuyển, có thể có nó khả năng di chuyển giữa cái vòng tuần hoàn và mô, và nó có đóng vai trò quan trọng trong cái việc mà đáp ứng thứ phát tại mô. Các cái tế bào T nhớ cũng không đồng nhất về mặt các cytokine. Ví dụ như cái phần cái hình này chúng ta đã xem từ phần trước rồi, và chúng ta nói là sẽ trình bày kỹ hơn trong cái bài về biệt hóa tế bào lympho T. Ví dụ như là một số tế bào T bộ nhớ CD4 cộng thì có thể được tạo ra từ các tế bào T được kích hoạt mà không phải là TH1, TH2 hoặc là TH17. Và sau khi được kích hoạt lại do tiếp xúc với kháng nguyên và cytokine thì chúng có thể biệt hóa thành bất kỳ tập hợp con TH nào trong cái số này. Các tế bào T bộ nhớ khác thì có thể có nguồn gốc từ TH1, TH2 hoặc TH17 đã biệt hóa và giữ nguyên những cái cytokine tương ứng của chúng khi được kích hoạt lại. Cuối cùng là sau khi đã xảy ra quá trình hoạt hóa tế bào T thì sẽ phải có cái giảm đáp ứng tế bào T. Cái quá trình giảm đáp ứng này sẽ xảy ra sau khi loại bỏ được kháng nguyên và có tác dụng là duy trì cái cân bằng nội môi trong hệ miễn dịch. Những cái cơ chế tạo ra cái giảm đáp ứng tế bào T này thì có rất là nhiều. Thứ nhất là cái cơ chế chết tế bào. Tức là khi mà kháng nguyên bị loại bỏ này và phản ứng miễn dịch bẩm sinh liên quan đến việc tiếp xúc với kháng nguyên đã giảm đi ấy, thì các cái tín hiệu mà giữ cho việc tế bào T được hoạt hóa còn sống và tăng sinh thì sẽ không còn nữa. Đấy là kháng nguyên, đấy là những cái chất co-stimulator. Đồng thời là các cái yếu tố tăng trưởng và đồng kích thích như là interleukin 2 đấy thì sẽ kích thích sự biểu hiện của các cái protein chống chết tế bào theo chương trình, đấy là PCL2, PCLXL chúng ta đã nói từ trước. Khi mà nồng độ kích thích interleukin 2 giảm đi thì nồng độ protein chống chết theo chương trình tế bào, đấy là PCL2, PCLXL cũng sẽ giảm xuống. Và như vậy là dẫn đến việc là sẽ giảm đáp ứng của tế bào T. Cuối cùng là những thay đổi này là hầu hết các tế bào được tạo ra bởi quá trình hoạt hóa sẽ chết, và việc tạo ra các tế bào được kích hoạt mới và sẽ bị giảm đi, từ đó mà giảm được nhóm tế bào hoạt hóa bởi kháng nguyên. Và trong cái phần chết tế bào này thì chắc là mình cũng sẽ có bài trước đó đấy rồi đúng không ạ, nên là mình cũng sẽ không đi sâu. Cái cơ chế thứ hai đấy là cái cơ chế ức chế cái hoạt hóa tế bào T. Chúng ta thấy rằng là ngay khi chúng ta có cái đáp ứng tế bào T thì đã có nhiều cơ chế để điều hòa giảm đáp ứng miễn dịch với các tác nhân gây bệnh và có vai trò quan trọng cái việc duy trì này. Ví dụ như là giảm các tín hiệu hoạt hóa, ví dụ như là cái liên quan đến một số cái enzyme nội bào như là SHP1, SHP2 rồi SHIP có cái tác dụng là hủy phosphat các chất nền tín hiệu. Và cái chất thứ hai đấy là cái E3 ubiquitin ấy, thì nó sẽ làm thoái hóa các chất trung gian truyền tín hiệu đã được hoạt hóa. Cái thứ hai liên quan đến việc ức chế hoạt hóa tế bào T đấy là liên quan đến cái việc mà các cái phân tử ức chế trên bề mặt tế bào mà chúng ta đã nói phần trước, đấy là cái CTLA4 và cái PD1, cái CTLA4 này nó cạnh tranh với CD28, do đó là CD28 sẽ không gắn được với cái B7 trên các cái tế bào trình diện kháng nguyên và không có cái quá trình co-stimulation đấy, thì là các cái việc hoạt hóa tế bào T nó sẽ bị giảm đi chứ nó không được mạnh mẽ như là khi có cả các chất đồng kích hoạt đó. Cái thứ ba đấy là liên quan đến các cái tế bào T điều hòa. Thì trong hầu hết các cái miễn dịch, đáp ứng miễn dịch trong đó tế bào T hiệu ứng được hoạt hóa thì đều có sự tham gia của sự phát triển và hoạt hóa tế bào T điều hòa.
bằng cách là khi mà chúng ta chúng đính cái phân tử CTLA4 trên bề mặt của chúng với cái B7 ấy, thì T điều hòa sẽ làm hạn chế miễn dịch bệnh lý trong quá trình nhiễm khuẩn và cũng sẽ làm giảm tình trạng dị ứng và tự miễn. Thì cái cơ chế điều hòa gọi là giảm đáp ứng tế bào T này thì nó cũng sẽ rất là phức tạp và chắc là sẽ phải có một cái phần riêng để trình bày cụ thể những cái cơ chế này. Ở đây thì các bạn có thể xem lại một số cái hình mà mô tả cái cơ chế tác dụng, các tác động của cái CTLA4 chúng ta đã nói. Nó gắn với B7 và nó sẽ, tức là nó cạnh tranh với cái CD28, bình thường là CD28 sẽ gắn với B7, nhưng mà khi CTLA4 mà gắn với B7 rồi thì CD28 sẽ không gắn được với B7 nữa. Thế hoặc là cái cơ chế của cái PD1 ở đây. Còn đây là cái hình người ta minh họa cái vai trò của cái chất ubiquitin, cái phối tử ubiquitin trong cái quy trình chết tế bào. Vậy vậy là tổng kết lại là cái đáp ứng miễn dịch, đáp ứng tế bào T đó sẽ được khởi phát bởi những tín hiệu tạo ra từ cái việc thụ thể trên tế bào T kết hợp nhận diện MHC trên cái bề mặt tế bào trình diễn kháng nguyên. Nó liên quan đến các cái chất đồng kích thích biểu hiện trên bề mặt các cái tế bào trình diễn kháng nguyên mà chúng ta hiểu rõ nhất đấy là về cơ chế, đấy là cái B7 với cái, kết hợp với cái CD28 trên bề mặt tế bào T. B7 thì sẽ được biểu hiện nhiều khi mà tiếp xúc với vi khuẩn, do đó cơ chế đáp ứng miễn dịch tối, đây là một cái cơ chế đáp ứng miễn dịch tối ưu chống lại các cái tác nhân gây bệnh nhiễm trùng. Cái thứ hai nữa đấy là những cái đáp ứng ấy, thì trong quá trình hoạt động tế bào T thì tế bào T sẽ đáp ứng bằng cách là biểu lộ ra các phân tử bề mặt này, tổng hợp tiết ra các cytokine, các thụ thể cytokine này, từ đó thì dẫn tới quá trình tăng sinh và biệt hóa tế bào thành tế bào hiệu ứng và tế bào trí nhớ. Những cái phân tử bề mặt được biểu lộ từ quá trình hoạt động tế bào T sẽ bao gồm là những protein tham gia vào việc giữ tế bào T tại các cơ quan lympho và các thụ thể cytokine và các cytokine, các phân tử điều hòa, các phân tử hiệu ứng và các phân tử ảnh hưởng tới việc di chuyển của các tế bào T từ cái cơ quan lympho ra ngoại đi, ngoại viên, ngoại bắt đầu ngoại ngoại vi. Và chúng ta sẽ không thể không nhắc đến cái vai trò quan trọng của interleukin 2. Nó được tiết ra ngay sau khi hoạt hóa tế bào T và nó làm biểu hiện rất là cao các cái thụ thể interleukin 2 chức năng trên bề mặt tế bào T, và từ tác dụng của nó đấy là làm cho quá trình tăng sinh của tế bào thành các cái dòng clone đặc hiệu cho kháng nguyên. Một số cái tế bào T hoạt hóa thì có thể biệt hóa thành tế bào T trí nhớ, sống lâu hơn và đáp ứng nhanh hơn với việc thay đổi kháng nguyên. Thế còn việc duy trì tế bào T nhớ thì lại phụ thuộc vào các cái cytokine như là interleukin 7. Interleukin 7 thì tác dụng của nó là thúc đẩy biểu hiện các protein chống lại quy trình chết tế bào và làm chậm quá trình đổi mới tế bào. Và cái quần thể T nhớ này thì hoàn toàn là không đồng nhất. Có rất là nhiều cái dưới nhóm khác nhau. Đáp ứng tế bào T sẽ giảm đi sau khi loại bỏ kháng nguyên, bởi vì là tất cả những cái tín hiệu cho hoạt hóa tế bào T đã bị loại bỏ, đây là kháng nguyên, đây là những cái chất đồng kích thích. Và còn vì là cơ thể sẽ có những cái cơ chế ức chế khác nữa, và điều này thì giúp cho cái mẹ hệ miễn dịch được trở về cái trạng thái nghỉ, chứ nếu có bất kỳ một cái rối loạn trong quá trình điều hòa đáp ứng này thì sẽ dẫn đến tình trạng bệnh lý. Thì cái phần trình bày của mình hôm nay chỉ đến đây thôi. Không biết là mọi người nghe thì có bị thấy khó hiểu quá không ạ? Dạ, cảm ơn chị Hoài. Mọi người có câu hỏi cho chị Hoài?
Tớ hỏi tí, là cái CD28 ấy, thì nó chỉ biểu hiện ở trên T cell thôi hay nó có biểu hiện ở những tế bào miễn dịch khác nữa không? Đây người ta nói là chỉ biểu hiện trên T cell thôi, đợi chút để xem nó đâu. Người ta nói cho đấy thì mình chỉ biết là nó chỉ biểu hiện trên cái T cell thôi, nên là mình không biết là nó còn có thể ở trên những cái tế bào nào khác nữa. Bây giờ nếu mà như thế, như nãy Hoài có nhắc một tí là đến cái chuyện mà khi mà giảm cái biểu hiện CD28 thì là nó có thỉnh thoảng nó sẽ có những cái trường hợp mà giảm cái biểu bộc lộ CD28 ở tế bào TCD8 à. Có khi nào, tớ muốn biết là có khi nào mà cái CD28 nó không bộc lộ hoặc là nó giảm bộc lộ ở những tế bào TCD4 các thứ không? Có trong trường hợp nào thì nó giảm, trong trường hợp nào thì nó ấy không? Ở trong cả hai cái loại TCD4 và TCD8. Bởi vì cái này chắc chắn là nó bộc lộ ở cả hai loại tế bào T đúng không? Nhưng chủ yếu là bộc lộ trên CD4 chứ. Chủ yếu là bộc lộ trên CD4. CD8 nó cũng có đó. Có, tức là cả TCD8. hai đã thử có nhưng mà nó sẽ chủ yếu là bộc lộ trên cái CD4 và người ta nói rằng trong khi mà ở cái người lớn à, người trưởng thành nhỉ, trên 50 tuổi thì hầu hết là khoảng một nửa tế bào nó không còn cái CD28 này nữa. Thế còn Không được CD4 ấy hả? TCD4 không còn CD28 hả? Có lý do gì không? không thấy đến thì cũng có thể là do người ta đang nói là có thể là do cái quá trình hoạt hóa mãn tính ấy, tức là khi mà có vi khuẩn đúng không, tức là không có kháng nguyên á, thì những cái bê bẩn B7 này với cái CD28 này nó sẽ được tăng biểu hiện lên. Do vậy nếu nếu như mà có cái trục trặc là quá trình nằm trong quá trình điều hòa, tức nghĩa là nếu mà cứ tiếp tục khởi động những cái kháng nguyên đó thì kích hoạt những kháng nguyên đó thì nó sẽ bị biểu hiện chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn đến một cái, chắc là dẫn đến một cái rối loạn, nhưng mà cụ thể tại sao thì người ta không có nói rõ. Tại vì thấy có vẻ như cái bài này, trong cái bài này cái CD28 vai trò của nó khá là quan trọng, nhưng mà bên bên giải phẫu bệnh mà dùng để chẩn đoán các thứ liên quan đến bệnh lý miễn dịch lại không không dùng đến CD28, hầu như là hiếm, không dùng lắm. Thì bởi vì là cái CD28 với B7 ấy, thì nó chỉ có một cái vai trò là nó làm tăng cường cái quá trình nhận diện kháng nguyên và thúc đẩy cái phản ứng của tế bào T thôi. Tức là nếu mà không có CD28 với B7 thì quá trình nhận diện kháng nguyên nó vẫn diễn ra, quá trình hoạt hóa tế bào T nó cũng vẫn có thể diễn ra. Thế nhưng mà nếu mà có CD28 kết hợp với B7 thì nó sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn. À, tức là vai trò tăng cường thôi đúng không? Chứ còn Ừ cũng đấy, thì không, bởi vì còn có câu này thì cũng không nguyên nỗi đúng không? Cũng không phải là quá cũng có, nhưng mà cái đấy, tức là cái đấy thì gọi là có chắc chắn 100% thì mình không thể biết được. Người ta chỉ nói ra là nếu như người ta quan sát thấy là khi mà chỉ có mỗi kháng nguyên không thôi thì cái đáp ứng nó vẫn, miễn dịch nó vẫn xảy ra, nhưng mà nó không mạnh mẽ bằng cái việc là có thêm biểu hiện của những cái CD28 kết hợp với B7 này nữa. Nhưng có nghĩa là cái CD28 B7 này, nó cái phức hợp này nó làm cho cái quá trình hoạt hóa nó trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng Ok. mà kiểu đấy có thể xảy ra với tất cả các trường hợp hay không thì mình nghĩ là cũng 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 không biết được ấy. Không không thể chứng không thể chứng minh được, nhưng mà trên thực nghiệm người ta có quan sát thấy là nếu chỉ có mỗi CD28 với B7 không thôi thì nó cũng sẽ không 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 quá mạnh mẽ. Và đồng thời là mình cũng có nhắc là người ta cũng nói đến cái việc là ngoài cái mối các chất đồng kích thích là mối quan hệ CD28 với B7 ra thì còn rất nhiều những cái gọi là cái phối tử và cái chất gắn của nó nữa. Thế nhưng mà cái những con đường khác nữa thì người ta vẫn chưa chứng minh được một cách gọi là rõ ràng. Thế có cái gì, cái phân tử gì là ki không? Tức là không có nó không được không? Cái kia ấy chính là kháng nguyên. Ok. Cái kia chính là kháng nguyên rồi. Thì bởi Ok. vì là kháng nguyên nó sẽ dẫn đến hình thành đáp ứng đúng không? Nhưng mà những cái đồng đây nó gọi chỉ là đồng kích thích thôi mà, có nghĩa là cùng phụ trợ thôi. Và có thể là nếu mà không có nó thì nó vẫn diễn ra nhưng rất là ít này, hoặc là đáp ứng miễn dịch nó không được duy trì lâu dài này. Thế nhưng nếu mà có nó thì cái đáp ứng miễn dịch nó sẽ hoàn thiện hơn.
kiểu như vậy. Thế và Ừ. chủ yếu nhất là quan trọng đến CD28 với B7. Thế còn có những cái chất khác như ta nói là cái CD, ví dụ cái phối tử CD40L ở trên tế bào T này. Thế còn trên tế bào chỉ kháng nguyên thì nó là CD40, thì nó cũng có thể hoạt hóa cái tế bào trình diện kháng nguyên. Thế nhưng mà cái này thì nó cũng hơi thế nào nhỉ? Nó cũng kết hợp lại với nhau và nó cũng đều làm tăng cái biểu hiện của B7. Chứng tỏ như vậy, chứng tỏ cái chủ yếu nhất là cái vai trò của B7 trên tế bào trình diện kháng nguyên. Và B7 có thể kết hợp được hay không với cái CD28 thì còn do là sao cái tế bào T này nó có biểu lộ được ra cái CD28 hay không. Ok, thank you. Đây có ý kiến gì nữa không? Tại vì thế là cái phần nói chung là nó thật là cái phần này thì khi mình đọc và mình hiểu theo cái hiểu của mình thôi, nhưng mà không biết là những các bạn mà chuyên về miễn dịch ấy, có thể các bạn sẽ hiểu sâu hơn. Dạ, nếu mọi người không còn câu hỏi thì em xin kết thúc buổi hôm nay, và buổi sau thì mình sẽ đi sâu hơn vào biệt hóa của CD4 và CD8 là ngày 24 tháng 9. Okay.